Virtuosos Russian Music Academy VRMA là trường âm nhạc chuyên dạy hát, piano, violin, guitar, trống, ban nhạc cho trẻ em và người lớn. Giáo sư Tường Vân và các giáo sư nổi tiếng khác nhiều năm kinh nghiệm tận tâm hướng dẫn học viên phát triển tài năng của mình. VRMA hãnh diện đã có học viên thi chương trình V-Star và V-Star Kids đoạt giải hát như Hugo Nguyễn, piano như Evan Lê, đang vào vòng chung kết V-Star Kids mùa 2 như Lauren Hồ và Jefferson Đoàn. VRMA tọa lạc 9535 Garden Grove Boulevard, Suite 204. Để phát triển tài năng, ghi danh học tại VRMA hãy gọi 714-378-0303. Sophie Bảo Trang xin kính chào quý khán giả đến với chương trình rất là đặc biệt nói về trường học âm nhạc VRMA được thành lập vào năm 1996. Kính thưa quý vị, đầu tiên Bảo Trang xin giới thiệu đến quý vị người sáng lập viên cũng như là chủ nhân của trường học VRMA, đó là cô Tường Vân. Dạ thưa chào cô. Chào Sophie, Tường Vân xin chào quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Dạ vâng thưa cô, Bảo Trang khi mà Bảo Trang đến với trường học này và thấy rất là nhiều em đang đến và học, Bảo Trang nghĩ rằng là các phụ huynh cũng hiểu rằng là cái sự mà giáo dục về âm nhạc có thể giúp cho trí óc của các em phát triển. Cô có thể nói thêm về vấn đề này không? Dạ thưa khán thính giả, tức là khoa học đã chứng minh rằng khi mà các cháu mà học âm nhạc đó thì cái trí thông minh của các cháu sẽ phát triển 25% phát triển hơn các cháu không học âm nhạc. Cho nên là học âm nhạc rất là giúp cho các cháu trước hết là các cháu thông minh hơn, các cháu làm homework dễ hơn, cho nên là tất cả các phụ huynh ở cộng đồng Việt Nam là Vân thấy là hầu như gia đình nào cũng cho các cháu đi học âm nhạc, chính vì vậy. Dạ vâng, vậy thì mình đã hiểu rằng là học âm nhạc rất là quan trọng đối với các em, nhất là khi mà các em học về âm nhạc thì có nhiều lúc thì cái trí óc, cái đầu óc của các em phát triển nhiều hơn và học ở trong trường học cũng giỏi hơn nữa, dễ hơn, rất và là dễ dàng hơn nữa. Vậy thì vì sao riêng trường cô đã thành công về cái ngành này hơn 22 năm rồi? VRMA thành lập từ năm 1996, tính ra cũng khoảng 21-22 năm. Yeah. Cái vô cùng quan trọng là cái mình chọn cái đội ngũ thầy giáo dạy đó. Yeah. Các đội ngũ thầy giáo dạy ở đây là tất nhiên là họ phải có bằng cấp master, bachelor degree, master degree. Degree cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái trình độ sư phạm và cái lòng yêu các cháu là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà các thầy giáo ở đây là rất là yêu các cháu và rất là thương các cháu và có cái trình độ sư phạm rất là cao. Chính vì vậy mà trường rất thành công. Bản thân Tường Vân đó là Vân học ở Nga về, Vân tốt nghiệp ở Nhạc viện Tchaikovsky ở Nga về. Sau đó thì Vân là người đầu tiên đưa cộng đồng Nga vào cộng đồng Việt Nam mình để dạy học. Năm 1998 khi mà Vân sang bên này thì Vân đã mời các thầy giáo Nga về dạy học cho trường. Thì chính vì vậy các thầy giáo Nga thì họ nổi tiếng về âm nhạc cổ điển, cho nên là không có một cái lý do gì mà tại sao mình không đưa vào trong cộng đồng mình. Chính vì vậy mà trường nó có tên là Virtuoso Russian, yeah, trường âm nhạc Nga Music Academy. Dạ, yeah. Vậy thì khi mà cô nói là Nga nổi tiếng về các nhạc cổ điển, yeah, thì trường này có dạy những loại âm nhạc khác không hay là chỉ dạy những âm nhạc cổ điển thôi? Trường có các lớp piano, violin, viola, cello, guitar, drum, vocal. Dạ, drum đó thì nói về drum đó thì nổi tiếng là các thầy giáo Mỹ, cho nên là riêng về lớp drum là Vân dùng các thầy giáo người Mỹ dạy. Lớp guitar thì Vân cũng có thầy giáo Minh là Minh Nguyễn, rất nổi tiếng. Thầy giáo mà dạy guitar về pop đó thì là tốt nghiệp của trường của Mỹ về, có bằng master về, học ở Long Beach về. Về nhạc cổ điển thì dứt khoát 100% vocal là phải dùng người Nga. Riêng về vocal đó
thì mình phải biết sử dụng cái giọng của mình. Sử dụng giọng của mình dứt khoát là phải học về opera. Còn hát nhạc nào mà thì cũng hát được hết. Chính vì vậy mà ở trường có 3 thầy giáo, 2 thầy giáo người Nga, 1 thầy giáo người Việt. Lúc nào cần đến chỉnh đến về tất cả Vietnamese flavor thì mình sẽ dùng Vietnamese, nhưng mà sử dụng giọng thì vẫn phải là ở opera, là vẫn sử dụng 2 thầy giáo người Nga. Các cháu học là học cho mình tất nhiên, nhưng mà học về âm nhạc là phải biết biểu diễn. Thì biểu diễn là cái quan trọng nhất, là cứ hễ mà có một cái gì đó ở ở cộng đồng mà nào hội chợ Tết, nào Tết Trung Thu, làm những cái quỹ để gây quỹ, để lấy tiền gây quỹ, thì trường có một người manager rất giỏi là ông Randy, luôn luôn đưa các cháu đi biểu diễn. Biểu diễn vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà trường lúc nào cũng tham gia khi mà cộng đồng mình có. Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng dành cho cô Tường Vân là Bảo Trân đã đến với trường VRMA rất là nhiều lần rồi để phỏng vấn các học sinh đã thành công đến từ trường của cô. Vậy thì cô có thể kể một chút về những học sinh đã trải qua trường VRMA không? Dạ, có rất là nhiều học trò đã học qua trường. Các cháu, có rất là nhiều cháu học đi vào đại học, học hai môn, là học về môn gì đó bác sĩ, ngoài ra minor là music, đánh piano rất là giỏi luôn, rất là giỏi luôn. Và cũng như là trường mình biết là Vista là mùa năm nay là season 2, season 1 thì trường mình có hai học trò đạt giải là giải 2 và giải 3. Giải 2 là Hugo về vocal, giải 3 là Evan Lê về piano. Năm nay thì trường mình lại có 2 cháu vào top 6. Thì cũng một piano và một vocal. Cháu Lauren Hồ là piano, Jefferson Nguyễn là Jefferson Đoan là về vocal. So lúc nào cũng bận rộn. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ Bảo Trân đang ngồi cùng với hai học sinh của trường VRMA, đó là Lauren và Jefferson. Đầu tiên, Lauren có thể nói một chút về trường VRMA không? I have been a student of VRMA for 3 years. I have taken lessons of piano, drums, and guitar. And because of that, I made it to the final round for V-Star Kids. Oh wow, vậy thì em Lauren đã học ở trường VRMA 3 năm rồi và đã học những lớp về đàn dương cầm, guitar cũng như là đánh trống. Và vì đó em đã lọt vào vòng chung kết của chương trình V-Star Kids. Vậy thì bây giờ em có thể đàn một đoạn chút xíu cho mọi người nghe không? Rất là hay. Wow. Và bây giờ qua với Jefferson, thì Jefferson có thể giới thiệu một chút về trường VRMA không? Trường VRMA là không phải một cái trường ở nhạc regular. Trường VRMA là hay lắm, dạy âm nhạc. Con học VRMA 3 năm rồi, lúc con 7 tuổi. Con học guitar, vocal, với band. With the help của VRMA, con vô the finale của Vista Kid. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend,
I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Hay lắm. À, chị chúc cho hai em sự thành công trong các cuộc thi cũng như là sự nghiệp âm nhạc của hai em nhé. À, cô có thể nói số phone và địa chỉ của trường không? Dạ, trường tọa lạc ở 9535 Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove. Số phone là 714-378-0303. 714-378-0303. À, cảm ơn cô Tường Vân rất là nhiều đã cho đài Little Sài Gòn TV đến thăm VRMA ngày hôm nay. Cảm ơn Sophia, cảm ơn đài Little Sài Gòn TV, cảm ơn quý khán thính giả.